sẽ sửa được. Cảm ơn đã cứu mình nha. Ngay giặt đồ. Mình chỉ cần lấy đồ trong túi ra. Ôi không, mình quên tiền trong đó rồi. Cứu, chóng mặt quá. Mình mặc gì đây? Áo khoác lông cũ. Cũng khá lâu rồi đó. Wow, bất ngờ chưa? Mình thật may mắn. $1 cũ nhào nát nè. Mình chỉ cần làm phẳng nó thôi. Tốt như mới luôn. Mình đang bắt đầu cuộc sống mới. Kiểm tra xem có phải xu thật không nào. À, cẩn thận với mấy cái răng. Chào, mình cần đổi tiền. Mình đổi đô la sang yên có được không? Bye bye, người bạn xinh đẹp. Hẹn không gặp lại. Yên của bạn đây. Chào, đi chơi nào. Mình có bao nhiêu tiền rồi đây? Ew, ngón tay anh ướt. Không tệ, vừa đủ. Lưng của mình. Bạn có cần lúc nào cũng buộc mình lại không? Hết khăn giấy thì bạn cần nó nhất. Đừng hoảng loạn nha. Tư duy đột phá lên nào. Đây là cách khác để dùng tiền mặt. Không 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 không. Mình không làm đâu. Trò đùa cổ điển luôn thành công. Ồ, ai đó làm rơi tiền. Mình may thật. Cứu. Bạn ước đó Rick. Mình sẽ bắt được bạn. Hả? Gì vậy? Trò đùa thì sao? Cảm ơn đã giới thiệu tụi mình, Carol. Rick, để tay ở đây nè. Xòe ngón tay ra. Giống vậy nè. Ừ, quay TikTok nào. Làm một cái. Bạn giàu sụ luôn. Kìa, ngay vào mặt. Bạn sinh ra để giàu có đó nha. Sếp à, mình nói chuyện được chứ? Chào. Phần của bạn đây. Bao nhiêu đây ta? Chào, mình là người mới. Không có nhiều. Chán ghê. Sếp ơi. Phần của bạn đây. Mình được gì nhỉ? Chào anh đẹp trai. Anh trúng độc đắc rồi. Tuyệt. Mình xin chút tiền mua đồ ăn được không? Gì cũng được, cảm ơn. Giờ mình sẽ không đói nữa. Một ngày tuyệt vời. Nào, tiền à, ta đi thôi. Không, không.
Cảm ơn đã đi mua sắm với tụi mình. Bye bye. Chào. Tên này đáng nghi ghê á. Của bạn 40 đô la. Xem nào. Và kiểm tra. Ok. Gì đây? Tiền giả. Đừng giàn cảnh chứ. Bảo vệ, có tội phạm ở đây nè. Bảo vệ. Đợi đã. Bạn sẽ thoải mái ở đây. Mềm ghê. Mình luôn muốn được ở đây. Mình sẽ quay lại ngay nha. Nhà là nhất. Ở ngoài dơ quá. Chào, mình đã chờ bạn đó. Thật vui là bạn về nhà rồi. Mình đã đọc quyển này rồi. Đúng rồi nè. Mình phải tưới nước cho hoa. Mình sẽ phun nước cho nó. Tươi mới ghê. Mình chán bị bệnh lắm rồi. Nhiều giấy quá. Mình bị sổ mũi. Kinh khủng quá đi. Các bạn, mình không khuyên bạn làm khăn giấy cho ai đó đâu. Ghê lắm. Và bạn luôn kết thúc ở thùng rác. Một ít bao tạo kiểu. Mình yêu cách nó khiến mình trông đẹp hơn. Đây, mình sẽ kiểm soát mọi sợi tóc không nghe lời. Tóc của mình trông thật tuyệt. Một ngày thật căng thẳng mà. Mình phải bình tĩnh lại. Mình yêu thứ giảm căng thẳng mềm mại này. Nè, nhẹ nhàng thôi. Massage mạnh quá đó. Rồi, giờ mình thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn nha, Slam. Mình thấy tốt hơn nhiều sau khi tắm. Giờ mình có thể mặc đồ rồi. Mình sẽ để khăn ở đây cho khô nha. Ngày may mắn của mình. Không, mình không muốn thấy cái này. Hay làm khô nó. Buổi đi dạo tuyệt ghê. Đeo áo khoác vào đi nha. Mình không thể chịu nổi. Cứu. Bức vẽ mới của mình. Mình sẽ dùng keo siêu dính để dán nó lên tường. Một giọt nhỏ thôi. Và nó sẽ dính. Theo hướng dẫn, mình phải ấn chặt trong 5 giây. Cẩn thận, bạn bóng chết mình đó. Được rồi, đủ rồi, buông ra đi. Mình tiện dụng ghê. Lạnh quá. May là mình có áo khoác ấm nè. Thoải mái và ấm áp lắm nha. Để mình ôm bạn chặt hơn. Giờ bạn ấm cúng rồi đó. Khối Lego bé nhỏ này cắn mình với hàm răng sắc nhọn vậy. Ra khỏi đây đi. Suzuki Paco đang đếm tiền concert của mình. Nhưng anh ấy không giỏi toán. Ôi giời, máy tính đã được phát minh. Suzuki Paco thật may mắn. Máy tính đếm rất là nhanh. Mình giàu sụ rồi. Nhưng nếu máy tính là con người, nó cũng cần tiền lương. Mình lấy tiền mặt. Tất cả mình phải làm là phải chải tóc. Lượt đâu rồi? Mình sẽ làm việc chăm chỉ nhất có thể. Chia tóc ra trước nào. Mình có những ngón tay thật tinh tế. Tuyệt. Giờ thì một chút xịt tóc nha. Nhưng bạn quên làm sạch mình rồi. Như mọi khi. Bạn có thích những người bạn tiền không nào? Bình luận bên dưới và nói tụi mình nghe. Bạn đã tưởng tượng tiền sẽ ra sao nếu là người nha. Cô gái xinh đẹp hay chàng trai khó tính. Và các bạn ơi, hãy đăng ký kênh của tụi mình, like video này và nhấn chuông thông báo.
đừng bỏ lỡ bất kỳ video mới vui nhộn nào từ Woohoo.